Ban biên tập xin được gửi lời chào cảm ơn tới quý vị khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng với tin tức 24 giờ. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị cũng đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất đến từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin tức mới nhất trong ngày. Tin tức 24 giờ xin gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị khán giả. Xin mời quý khán giả đón xem bản tin mới nhất ngày hôm nay. 24 tháng 9. Kính thưa quý vị khán giả, khoảng 40.000 dân Trung Quốc được sơ tán sau khi mực nước dâng cao ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp do mưa lũ nhiều ngày qua. Mưa lớn làm cho mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp cuối tuần qua dâng lên mức 147m, cao hơn 2m so với mức cảnh báo lũ. Chỉ trong một ngày, lượng nước đổ về con đập này tăng 20.500m3 một giây, lên tới 26.500m3 một giây. Hồi đầu tuần, Trùng Khánh cũng đưa ra cảnh báo đỏ về trận lụt lớn nhất có thể diễn ra trong vòng 80 năm qua. Kể từ năm 1940 ở lưu vực sông Kỳ Giang, thượng nguồn đập Tam Hiệp, hơn 40.000 người sau đó được sơ tán. Theo Taiwan News, những trận mưa xối xả cho tới nay đã ảnh hưởng tới 8 triệu ngư dân dọc theo sông Dương Tử và gây thiệt hại 2,9 tỷ đô. Ngoài ra, cảnh báo mưa lũ mức cao nhất cũng đã được phát ra cho các cộng đồng dân cư ở trung và hạ nguồn, trong đó có 10 tỉnh thành là Quý Châu, Trùng Khánh, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tây, An Huy, Giang Tô, Chiết Giang, Thượng Hải và Quảng Tây. Trạm khí tượng Trung Quốc mới đây đã đưa ra cảnh báo mưa to trong hơn 10 ngày liên tiếp. Lưu vực Dương Tử tiếp tục bị ảnh hưởng bởi những trận mưa lớn. Và mực nước ở thượng lưu đập Tam Hiệp đang vượt quá mức cảnh báo. Chuyên gia cảnh báo nguy cơ đập Tam Hiệp bị vỡ, 600 triệu người Trung Quốc sẽ lâm nguy. Những cơn mưa lớn và ngập đã ảnh hưởng đến nhiều tỉnh của Trung Quốc, khiến nhà khoa học Wang Weilu cảnh báo về sự an toàn của đập Tam Hiệp có thể vỡ bất cứ lúc nào. Trước đó, mưa to và sạt lở đã xuất hiện ở miền Nam của Trung Quốc, khiến 4.500 ngôi nhà bị thiệt hại và ảnh hưởng đến cuộc sống của gần 5 triệu người. Tính đến sáng ngày hôm qua, các quan chức địa phương ước tính sơ bộ nền kinh tế thiệt hại khoảng 2,6 tỷ đô. Các trận mưa lũ liên tiếp đã làm dấy lên lo ngại của người dân Trung Quốc về sự an toàn của đập Tam Hiệp, đập thủy điện lớn nhất thế giới này nằm ở Hồ Bắc, Trung Quốc, được khởi công xây dựng từ năm 1994. Nhà khoa học Wang Weilu cho biết đập Tam Hiệp không ổn định như nhiều người tưởng. Bên cạnh đó, ông Wang chỉ ra thiết kế xây dựng và thẩm định chất lượng của con đập đều được thực hiện bởi một các nhóm chuyên gia và thời gian hoàn thành dự án thì quá nhanh. Ngoài ra, ông Wang còn cho biết lo ngại lớn nhất chính là các vết nứt và chất lượng bê tông không đạt chuẩn trong quá trình thi công. Theo ông, nếu xảy ra sự cố vỡ đập thì sẽ để lại hậu quả thảm khốc đối với người dân sống ở các khu vực hạ lưu sông Trường Giang và cảnh báo mọi người nên chuẩn bị sơ tán càng sớm càng tốt. Theo kênh truyền hình trực tuyến CNTV, mực nước bên trong đập Tam Hiệp đã cao quá 2m so với tiêu chuẩn chống lũ. Tân Hoa Xã dẫn dữ liệu từ tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc cho hay, trong 20 năm qua, tổng cộng có 1 triệu tàu chở hành khách, 1,64 tỷ tấn hàng hóa đã ghé ngang qua đập Tam Hiệp. Nhiều tỉnh ở Trung Quốc đang bị ngập nghiêm trọng. Mực nước tại hồ thủy điện Tam Hiệp đã vượt quá mức báo động, đối mặt với nguy cơ bị vỡ, đe dọa tính mạng của 600 triệu người dân Trung Quốc sống ở hạ lưu. Theo truyền thông Trung Quốc và quốc tế, thời tiết ở Trung Quốc đại lục đã bất thường trong nhiều ngày qua. Mực nước của đập Tam Hiệp đã vượt quá mức báo động từ cách đây vài ngày. Sự an toàn của con đập lớn nhất thế giới này lại trở thành đề tài nóng được bàn tán tới. Thế giới bên ngoài lo lắng 600 triệu người sống dọc theo sông Dương Tử có thể phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập. Truyền thông cho biết, lượng nước đổ vào đập Tam Hiệp là 26.500m3 mỗi giây vào thứ Bảy, tăng 6.000m3 mỗi giây so với 20.500m3 mỗi giây vào hôm thứ Sáu. Đến Chủ nhật, mực nước trong hồ đã vượt quá mức báo động lũ bão, gây ngập lớn cho nhiều vùng ở Thượng Lưu. Các tàu chở khách địa phương neo đậu ở ven biển đã bắt đầu nhổ neo và thu thập dây neo để ngăn ngừa tai nạn như mất neo và đứt cáp. Bộ phận hàng hải đã tăng cường kiểm tra tàu và kiểm tra các vùng biển, bến cảng quan trọng. Sông Kỳ Giang ở Trùng Khánh hôm kia đã trải qua trận lụt lớn nhất kể từ năm 1940, mực nước cao nhất đạt 227,6m, vượt quá mực nước an toàn 5,1m. 100.000 người đã phải sơ tán đến nơi an toàn. Trạm giám sát thủy văn Trùng Khánh đã đưa ra cảnh báo đỏ về ngập trong lưu vực sông Kỳ Giang. Đông Phương ngày hôm qua dẫn tin, Bộ Tổng Chỉ huy Phòng chống ngập và hạn hán quốc gia của Quốc vụ viện Trung Quốc tính đến ngày thứ Bảy, đợt mưa lũ này đã khiến tổng cộng 8.521.000 người ở 24 tỉnh, thành, khu tự trị bị ảnh hưởng, gần nửa triệu người đã phải sơ tán và hơn 5.500 ngôi nhà bị sập, thiệt hại kinh tế trực tiếp là 20,67 tỷ nhân dân tệ. Thượng lưu, trung lưu và hạ lưu của sông Dương Tử đều bị ảnh hưởng bởi mưa lớn. Mực nước trong khu vực hồ chứa Tam Hiệp đã tăng lên và đã vượt quá mức cảnh báo, ngập gần 2m vào Chủ nhật. Trên mạng Trung Quốc gần đây đã lan tràn
chuyển một bài báo phân tích về thương vong cụ thể của vụ vỡ đập, trong đó nói rằng nếu đập Tam Hiệp bị vỡ hoàn toàn, hơn 10 tỷ mét khối lũ sẽ trút xuống trong một thời gian ngắn và khu vực ven sông từ đập Tam Hiệp đến thành phố Trường Sa, Hồ Nam sẽ phải chịu đựng tác động trực tiếp của trận lụt với lưu lượng đỉnh lũ là 1 triệu đến 2,37 triệu mét khối mỗi giây và tốc độ xả ra sẽ cao hơn 100 km mỗi giờ, thiệt hại sẽ rất thảm trọng. Bài báo chỉ ra rằng độ cao trung bình của mặt đất ở thành phố Nghi Xương, tỉnh Hồ Bắc cao hơn mực nước biển dưới 50 mét. Nếu lũ lên cao từ 64 đến 71 mét dưới mực nước biển, đổ tới sẽ làm vỡ đập Cát Châu Bá rồi nhấn chìm toàn bộ thành phố cùng tên. Sau đó đổ tới thành phố Nghi Xương chỉ trong nửa giờ. Người dân cơ bản không có cơ hội trốn thoát và thành phố có thể thiệt hại 500.000 người. Ngoài ra, các thành phố Sa Thị Hồ Bắc, Bình Nguyên, Giang Hán, Vũ Hán, Nam Kinh, thậm chí các tuyến đường sắt Bắc Kinh, Quảng Châu và Bắc Kinh Cửu Long đều bị ảnh hưởng. Theo Đông Phương, một chuyên gia lo ngại rằng đập Tam Hiệp đang phải đối mặt với hiện tượng thời tiết cực đoan, với mưa lớn ở cả Thượng Trung, Hạ Lưu, sông Dương Tử, cùng với một lúc đó là có nguy cơ vỡ đập và hiện tượng biến dạng đập gần đây lại được nói đến. Ông nói rằng khi đập Tam Hiệp được xây dựng cùng một đội ngũ chịu trách nhiệm, cả luận chứng thiết kế, thi công, kiểm tra chất lượng, xây dựng cuối cùng rõ ràng là cầu thủ kiêm trọng tài. Đài quan sát khí tượng Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng cho những cơn mưa lớn, dự kiến sẽ có những trận mưa lớn đến rất lớn vào thứ Tư ở miền Trung và Bắc Hồ Nam, Đông Nam Hồ Bắc và Nam An Huy. Đồng thời, mực nước của đập Tam Hiệp vượt quá mực báo động phòng chống ngập, gây ra lo ngại cho 600 triệu người dọc theo sông Dương Tử có thể phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập. Trên thực tế, chất lượng công trình và khả năng chống lũ của đập Tam Hiệp đã bị nghi ngờ trong những năm gần đây. Đã có chuyên gia thủy lợi từ lâu cho rằng đập Tam Hiệp sẽ gây hậu quả tai hại. Tuy nhiên, tập đoàn Tam Hiệp sau đó đã lên tiếng. Bản đồ vệ tinh Google có liên quan không phải do vệ tinh trực tiếp tiếp chụp mà được hình thành bởi một loạt thuật toán do sự khác biệt trong một số thuật toán giữa Google Maps và Gene Maps. Một số cảnh đã bị lệch dữ liệu giám sát kể từ khi đập Tam Hiệp cho thấy tất cả các kiến trúc đều bình thường. Nhiều cơ quan truyền thông của Trung Quốc sau đó đã dẫn lời các chuyên gia nói rằng đập Tam Hiệp có độ dịch chuyển ngang khoảng 3 cm, nhưng đó chỉ là biến dạng đàn hồi và là một hiện tượng bình thường trong xây dựng. Tuy nhiên, trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, chuyên gia thủy lợi Trung Quốc Vương Duy Lạc, hiện sống ở Đức, đã nghi ngờ dự án đập Tam Hiệp không hề có khả năng chống lũ như chính phủ nói và mục đích thực sự của việc xây dựng đập chính là chính quyền để phát điện. Chuyên gia này cho biết so với việc đập biến dạng, vấn đề nghiêm trọng hơn của đập Tam Hiệp là giò nước. Ông cho rằng nếu đập vỡ thì tình từ thân đập cho đến Thượng Hải, ra đến cửa biển, tất cả đều sạch trơn. Ông kêu gọi các cư dân ở Hạ Lưu hãy chuẩn bị tâm lý, sớm có kế hoạch cứu sinh. Phó giáo sư Đại học Thanh Hoa Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia thủy lợi nổi tiếng của Trung Quốc khi còn sống đã đề xuất rằng đập Tam Hiệp sẽ gây ra 12 hậu quả thảm khốc, bao gồm sạt lở ở bờ hạ lưu sông Dương Tử, cản trở vận tải đường sông, di dân, tích bùn đáy hồ, chất lượng nước xấu, lượng điện sản xuất không đủ, khí hậu bất thường, động đất thường xuyên, bệnh sán máng lây lan, suy thoái sinh thái, ngập nghiêm trọng ở thượng nguồn. Tất cả 11 điều cảnh báo này đều ứng nghiệm trong những năm gần đây và cuối cùng giáo sư cho rằng đập Tam Hiệp cuối cùng sẽ bị buộc phải nổ tung. Theo Đông Phương, bên cạnh nỗi lo về ngập lụt do đập Tam Hiệp gây ra và vỡ đập do mưa lớn, ngay từ khi đập mới xây dựng, điều đáng quan tâm nhất là nhiều con đập đã trở thành mục tiêu quan trọng trong thời kỳ chiến tranh. Nếu đập Tam Hiệp bị thiệt hại hoặc hư hại do chiến tranh hoặc khủng bố, các sinh linh vùng hạ lưu sông Dương Tử sẽ gánh chịu thảm họa, ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người. Những người lạc quan cho rằng đánh bom các cơ sở thủy lợi, dân sự quy mô lớn như thế, ảnh hưởng sinh mạng hàng trăm triệu người sống là một hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và sẽ không xảy ra trong các cuộc chiến hiện đại. Trong khi các phương pháp mà các tổ chức khủng bố sử dụng rất khó gây thiệt hại cho con đập, ngay cả nơi yếu hơn là âu thuyền cũng được xây dựng 5 cấp tại đàn tứ lĩnh không liền với đập, chính vì vậy sẽ không gây vỡ đập. Một số chuyên gia chỉ ra rằng đập Tam Hiệp nằm ở vùng dựa trên bản đồ Trung Quốc, cách bờ biển và biên giới hơn 1.000 km. Nếu một quốc gia định tấn công bằng máy bay ném bom, nó sẽ bị chặn ở gần bờ biển. Cũng theo Đông Phương, qua tìm hiểu, BOA đã triển khai 3 loại tên lửa xung quanh đập HK9, HQ16 và HQ7, hình thành các mạng lưới phòng không tầm cao, trung bình và thấp. Đồng thời, các máy bay chiến đấu J-10 và J-11 cũng được triển khai tại các sân bay xung quanh, làm lực lượng phòng không cơ động của đập Tam Hiệp.
Trước khi luận chứng về đập Tam Hiệp, một số người cũng tranh luận về sự an toàn của con đập nếu bị tấn công bằng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, kết luận của cuộc tranh luận là cuộc tấn công bằng vũ khí hạt nhân nên thuộc phạm trù an ninh quốc gia, không thuộc vấn đề phải xem xét khi thiết kế an toàn đập. Nhưng sau đó cũng có người chỉ ra rằng thân đập của Tam Hiệp là loại đập trọng lực bê tông mạnh nhất và áp dụng thi công đổ theo giai đoạn. Ngay cả khi thân đập bị nổ, nó sẽ không gây ra sự cố vỡ đập trên toàn bộ dòng, có khả năng kháng đạn tấn công hạt nhân ở mức độ cố định. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của tin tức 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận của video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp.